À, em xin kính chào quý anh chị khách hàng. À, trước mặt quý anh chị khách hàng đây là những cái căn biệt thự mini của dự án sân golf Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An anh chị nhá. Thì ở đây á, anh Nguyễn đang có những cái căn mà khách hàng đăng ký gửi với giá cực kỳ tốt anh chị nhá. Giá giảm khá là sâu. À, với những cái sản phẩm trước đây là khách hàng mua là đâu đó 3.7-3.8 thì hiện tại bây giờ có những khách hàng bán lỗ đâu đó khoảng 2.8-2.9 một căn thôi. Đấy, thì ở đây Hạnh Nguyễn video này Hạnh Nguyễn chỉ quay những cái căn mà sản phẩm ký gửi thôi. Và Hạnh Nguyễn xin nói rõ luôn là 2.8-2.9 là đã bao gồm 5% khi nhận sổ rồi anh chị nhé. Cho nên là nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu ở đợt này thì mình có thể là liên hệ. Số điện thoại Hạnh Nguyễn sẽ để trên màn hình và phần mô tả anh chị nhé. Đấy, và đặc biệt thì ở những cái sản phẩm như thế này thì khách hàng mình phải thanh toán một lần là 95% cho khách hàng cũ. Bởi vì những cái căn vừa rồi đang đã mở bán thì gần như là đã thanh toán 95% đủ rồi anh chị nhé. Thanh toán đủ 95% rồi, cho nên là khi mà mình mua là mình thanh toán đủ 95% cho người ta luôn. Họ sẽ trừ lại cho mình 5% là khi nhận sổ, sau này nhận sổ thì anh chị đóng nhé. Đấy, thì ở đây là biệt thự sân golf Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An, bao gồm 500 căn biệt thự mini, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Ở đây chủ đầu tư đã xây dựng gần như là xong phần 100% và cái phần pháp lý thì nó khá là chuẩn anh chị nhé. À, đang bắt đầu hoàn công tất cả những cái căn nhà ở đây rồi, thì cuối năm 2024 này sẽ bàn giao 250 cuốn sổ đầu tiên cho quý chị khách hàng đã mua ở đợt đầu ở dự án sân golf Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An này. Còn 250 cuốn sổ tiếp theo là sẽ giao vào 2025 anh chị nhé. Cho nên là nếu mà anh chị nào đang thắc mắc về cái vấn đề sổ sách thì mình có thể là yên tâm nhé. Hoặc là anh chị nào mà cần thông tin về dự án này, mua dự án này hoặc là tham khảo dự án này cũng như là ký gửi dự án này, có thể là liên hệ cho bất động sản Hạnh Nguyễn nha. Hạnh Nguyễn nhận ký gửi và hoàn thiện nhà cho anh chị, cũng như là Hạnh Nguyễn có quản lý và tìm người thuê cho quý khách hàng nếu mà anh chị khách hàng hoàn thiện xong không có nhu cầu ở anh chị nhé. Đấy, thì anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể là liên hệ cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý chị khách hàng những cái gì tốt nhất, đẹp nhất và thông tin hữu ích nhất cho quý chị khách hàng nhé. Em xin kính chào quý chị khách hàng. Hẹn gặp lại anh chị ở những cái video tiếp theo và dự án tiếp theo nhé. Em xin kính chào ạ.